Hello, xin chào các đồng chí, chị các bạn thân mến của Lâm Minh nha. Lâm Minh Live, mình đang đi đói bụng. Có cái quán cơm này rất là dễ thương à. Đây là cô chủ này rất là dễ thương nè nha. Cô chủ này available, anh Việt Kiều nè. Cô này rất là giỏi. Ở cái vùng quê này các bạn biết đó, mình ghé mình ăn cơm à, cơm rất là ngon. Cổ làm rất là ngon. Các bạn thấy đó, mà bình dân nữa. Nói các bạn đừng cười, nãy mình ăn mà tới nỗi mà mình liếm luôn cái dĩa, mình không dám bỏ, nó ngon đến độ như vậy. Các bạn thấy ở quê hương đồ ăn nó ngon như vậy mà phải bỏ qua bên kia mà ăn hủ tiếu còn ngon nữa đó. Vậy hả? Ờ, đó các bạn thấy chưa? Đấy, ở quê hương các bạn thấy không? Những cái vùng quê, các bạn biết về những cái vùng quê gì đó, cuộc sống của người dân rất là bình dị, giản dị, rất là dễ thương anh chị bạn. Người ta sống rất là mộc mạc, các bạn thấy mà nấu ăn, nấu uống, những món ăn chỉ có vài chục ngàn đồng thôi, các bạn bỏ ra 2 đô ăn học máu mà đồ ăn hả rất là ngon nha. Cái này nè các bạn coi nè, các bạn thấy không? Đây, cái cô chủ quán này phải nói là rất là giỏi, đi nấu như tiệc rồi làm, ai đặt gì là làm đó. Các bạn thấy không? Đó, người ta đặt cơm nha, đặt cơm hộp vậy đó, đó là bán đi bình dân, rồi người ta ăn uống. Các bạn thấy đời sống ở quê nhà không? Người dân mình á tự đứng trên đôi chân, chứ không phải mọi thứ gì ngồi đó than trách chính phủ phải làm cái này cho tôi, chính phủ cái kia cho tôi, chính phủ phải giảm tiền điện cho tôi, chính phủ phải cho tôi ăn trợ cấp xã hội, chính phủ phải cho tôi tiền để tôi làm cái này cái nọ. Mà tiền ở đâu ra? Tiền vai bà khỏi, gánh nặng đè trên vai người dân, những người dân lao động khác. Ở đất Mỹ các bạn thấy những người dân lao động khác họ phải làm, còn ở Việt Nam mình người dân họ tự đứng trên đôi chân của họ, rất là dễ thương, cuộc sống ở quê nhà. Trong khi đó những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, nó ra hải ngoại, nó ăn được những cái thứ bơ thừa sữa cặn, nó quay lại nó chửi bới, nó xuyên tạc quê hương. Chính vì vậy người ta lợi mình về, mình sống mình phải hòa đồng với lại những cái tầng lớp lao động phổ thông. Các bạn sẽ thấy cái sự thú vị của quê nhà, sự cần cù của những người lao động. Người ta không than vãn, người ta không lên mạng, người ta ngồi đó người ta than chết, mà người ta cần cù, người ta lao động. Anh bạn, bạn biết cô chủ này là cũng quen biết, tôi cũng quen biết lâu lắm rồi đó. Tại vì ở quê ngoại vùng xa đó, tôi đi ngang thì cổ bán, mình ghé mình ăn mình ủng hộ. Các bạn thấy rất là giỏi nha, giỏi lắm, làm luôn luôn phấn đấu không ngừng, không bao giờ mà than trách rồi đổ lỗi cho cơ chế thế này thế nọ. Để các bạn nhìn bên kia đó, đó là quỹ ban, ở đây là huyện Cai Lậy đấy. Mình đang ở huyện Cai Lậy á. Mình đi nhiều khi mình đâu có dám báo địa chỉ, sợ bị chỉ nã. Mà bữa nay mình qua cho các bạn thấy đó, cái quán thì rất là bình dân, đồ ăn lại ngon, mà người ta sống giản dị, thấy thương lắm anh chị các bạn đó. Cơm bình dân chỉ có 20.000 thôi nha các bạn, 20.000 thôi, chưa được 1 đô nữa, 20.000 thôi anh Nghĩa, các bạn thấy không? Đấy, 20.000 thôi, chưa được 1 đô, mà các bạn nghĩ đi, rất là bình dân. Ở bên Mỹ bây giờ qua đó 1 đô là đâu có đủ đâu, các bạn thấy đó, tuyệt vời không? Cuộc sống của người ta đó, quán cơm bình dân, hủ tiếu bánh canh 20.000 à. Mà tôi ăn ngày nãy tôi, tại vì tôi lỡ rồi tôi nó dọn xuống rồi chứ tôi mà đưa để nguyên cái mâm mà các bạn ngồi ăn hả, mà tôi không dám bỏ, nó ngon á, không dám bỏ sót một miếng đồ ăn luôn á. Các bạn thấy đó, nó ngon mèn ơi. Các bạn bắt đỡ không anh? Dạ. Dạ thôi em phải đi công chuyện à, gì gặp anh sao á. Các bạn thấy không? Nào muốn đi kiếm lợi mình vô công an xã này nè.
có người đang truy nã đang kiếm mình, còn không thì qua ủy ban nhân dân qua đây nè, hỏi thằng kiếm thằng Lại Minh đó. Các bạn thấy cuộc sống ở quê nhà đấy, chợ búa người ta bán giờ này mà. Sắp sửa dạ, sắp sửa tan chợ rồi, cuộc sống các bạn thấy không? Vậy thôi, đâu có gì đến nỗi mà quá nguy hiểm sợ hãi. Ở trên mạng mấy cái đó chỉ có mấy cái đám chống cộng, mấy cái đám ngụy nô ô hợp chống cộng, nó xuyên tạc chống phá đất nước thôi anh chị các bạn. Và một số những người trong nước họ không hiểu, họ không hiểu, mình không trách họ. Bởi vậy các bạn thấy có một số nó chửi mình ở trong nước, nó chửi mình, nó nói mình thế này thế nọ, mình cũng cảm thông cho họ, tại vì họ không hiểu, họ bị mù quáng rồi, họ bị mấy cái đám chống cộng ô hợp ở hải ngoại nó cho ăn cái bánh vẽ. Giống như cái thằng Lê Chí Thanh cũng bị, các bạn thấy không, nó theo bác và đảng rồi bất mãn rồi qua chống, rồi giờ phải ôm rồi ngồi đó lãnh án tù 2 năm. Thằng đó là ở Việt Nam mới có những cái án nhẹ như vậy, ở bên mà thằng Mỹ mà chống chính quyền lợi ích quốc gia nó quất là 35 năm tù. Giống như thằng Bradley Manning, như thằng Snowden Edward là nó tước quyền công dân, thằng đó là Mỹ trắng á. Các bạn thấy nó tước quyền công dân, thằng nhỏ phải tị nạn ở bên Nga, khủng khiếp lắm chứ phải giỡn đâu. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, các bạn thấy không? Cho nên chúng ta phải đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Đừng vì những cái thứ vật chất mà lên trên mạng phản bác, phản dân tộc, phản phúc. Bởi tôi ghét mấy cái đám mà ăn cơm bát và đảng lên mạng rồi giặt áo cho người ta xem lưng, khinh. Tôi khinh mấy cái đám đó, nó rất là xấu. Các bạn biết những cái người như vậy đó, họ không có cái lập trường, họ theo bác và đảng mà họ không có lập trường. Bởi vậy mình về quê hương, các bạn biết mình nhìn vào cái cơ chế những người lãnh đạo.